Vâng, em xin chào các bác. Đấy. Hôm nay em lên một lô 4 bộ dàn là mini và 2 bộ dàn chung cho các bác, là chúng ta có cái sự lựa chọn so sánh giữa các cái bộ dàn với nhau để làm sao mình lựa chọn được cái bộ dàn phù hợp nhất với cả tầm tiền của mình cũng như là cái nhu cầu của mình các bác nhé. Đấy. Thì em cũng không có dài dòng nhiều bởi vì là những các cái bộ sản phẩm này thì bên em đã từng bán trước đây rồi, bây giờ nó về thêm thì em lại quay lên cho các bác thôi. Thì là những cái tính năng như thế nào thì ở các clip trước em đã nói rồi, nên em sẽ ngắn gọn cái clip này nhé, chủ yếu tập trung vào quay cho các bác xem hình thức và báo giá cho các bác. Đấy, thì đầu tiên ở bên ngoài cùng bên tay phải đây là một bộ dàn của Panasonic nhé. Đấy. Bộ này nó có mã là con BM670SD. Đấy. SD ý nghĩa SD nghĩa là gì? SD là thẻ nhớ SD, có nghĩa là con này nó sẽ có thể là cóp nhạc vào thẻ nhớ SD để mình phát nhạc từ SD ra. Đấy. Hàng về thì là bộ dàn có màu đen như các bác thấy ở đây. Rất đẹp nhá. Bộ này rất đẹp. Đấy. Các cái dàn này thì em có đều có cắm điện ghim thử điện chạy rồi nhá. Đấy. Chạy rồi ra tiếng rồi thì em mới quay đến đây chứ em cũng không có quay thủ mủ. Đấy. Đấy, bác nào cần lấy bộ nào thì bên em sẽ có cái sự bán giao sau nhá. Và những cái bộ dàn này thì em cũng xin nói rõ luôn, đấy là chủ yếu là em bán là bao chạy công suất để về cắm máy tính điện thoại nghe nhạc. Đấy, còn các cái chức năng như là CD, MD với cả cassette thì các bác về các bác tự test cho em nhé. Đấy. Cái chức năng đấy thì sẽ có con đọc con không nhé. Đấy. Đấy. Còn bác nào cần thì tò mò thì là có thể alo thì bên em sẽ test thêm cho các bác. Đấy nhé. Thế thế. Nhưng nó đọc được thì đọc, không đọc được thì thôi nhé. Còn nếu đọc được đi chăng nữa thì em cũng xin nói luôn là em không bảo hành mấy chức năng đấy. Bởi vì bọn này mắt biết bây giờ nó lâu năm rồi. Thì nó có thể chết bất cứ lúc nào, đến mức mà em còn bảo hành các cái đấy nữa thì em phải bán giá nó khác các cái giá này, chứ em không bán cái giá giá mà em sẽ báo sau đây nhá. Đấy, vì những cái giá đấy mà bảo hành cho các bác thì cứ phải cộng thêm 400-500 nghìn cái tiền mắt vào đấy. Thậm chí có những con mà có cũng không bảo hành được mắt luôn, bởi vì là những con đấy bây giờ mắt nó tuyệt chủng rồi. Đấy, nó hỏng nó bỏ thôi chứ còn không làm gì được. Đấy. Nên ở đây là em bán là em bán chủ yếu bán trẻ công suất. Đấy. Còn thí dụ như có những con nào đọc được đĩa thì em sẽ báo, còn sau này nó hỏng bỏ thôi chứ cũng không làm không cứu được đâu. Đấy. Cũng phải nói thẳng đấy cho nó dễ. Đấy. Quan điểm nó rõ ràng luôn thì mọi người mua hàng nó thoải mái, đúng không ạ? Đấy nhé. Đấy. Thuận mua vừa bán thôi, chúng ta ai cảm thấy mua được thì là chúng ta lấy. Đấy. Panasonic BM670SD nhé. Loa trùng bộ luôn này. Đấy, các bạn nhìn được không ạ? 670SD nhé. Đây là loa bên tay phải này. Hai cái căng của loa đây. Cục máy đây nhá, cục máy đây. Đấy, hàng đẹp các bạn thấy không ạ, đẹp nhé. Đấy thì như các bác thấy là ở đằng sau đây nó sẽ có cái châu cắm để cho cái cầu loa này, nên các cái cầu loa này không bao giờ chập được nhé. Đấy. Công suất của máy là 39W, điện 100V. Chân cắm đây nhá. Mỗi cái loa này là công suất của nó khoảng tầm 15W max. Nghe trong phòng ngủ nhỏ nhỏ diện tích khoảng 20 mét vuông, ok. Hàng đẹp như các bác thấy. Bọn này thì nó sẽ sử dụng chân cắm điện thoại là chân cắm dạng 3.3.5. Các bác nhìn được không ạ? Mình sẽ cắm chân cắm vào đây, sau đó ấn phần input đầu vào ở trên đây là cái phần FM AM AUX này, nó chuyển sang đường AUX để cho nó nhận là cái này kìa là được AUX nhé, thì mình sẽ phát nhạc từ đây ra được để cái nhạc từ điện thoại máy tính ra đấy. Đây con này trước thì là em về là có một bộ là bán 1,2 triệu đấy. Chắc hẳn các bác đã xem video các bác sẽ biết em cũng không có gì về cả, nhưng với bộ này nó về thì lần này giá nó đợt này được giá nó tốt hơn một chút nhá, thì là giá của bộ này là 1.050.000. Để bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ nhá, 1.050.000 đồng bộ này thôi. Đấy, cắm điện thoại máy tính nghe nhạc cũng rất là phê. Đấy. Sau này thích thì có thể là thử dùng SD cắm, thử dùng SD cóp nhạc của xem sao nhé. Con này 5 cửa đĩa, 5 cửa đĩa luôn. Đấy nhá, 1.050.000. Tiếp này, đây là một bộ dàn đời rất là cao của Kenwood các bác nhé. Và giá của nó, Evolution, những bộ này giá không rẻ. Đấy. Đấy. Hàng về đẹp xuất sắc,
Kenwood K531. Kenwood K531. Kenwood K531 nhé. K531. Đấy. Công suất của mỗi loa là 40W. Đấy, trở kháng 4 ohm. Đấy, K531 nhé. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Đẹp như mới. Đấy. Loa màng giấy trắng gân cao su. Đấy. Bọn này thì đều là gân bát 10 nhé. Gân bát 10. Cả chiều ngang nó khoảng đôi này. 4 này. Khoảng tầm 48-50cm chiều ngang. Chiều cao khoảng 22 và chiều sâu theo máy nó khoảng tầm đôi, khoảng 30cm nhé. Đấy. Kenwood K531. Đấy. Loa màng giấy trắng gân cao su. Đấy, dòng K531 này thì là vừa chạy được USB, vừa chạy được Bluetooth, vừa có cổng quang đầy đủ hết luôn. Đấy. Nó sẽ cao cấp hơn rất nhiều so với những cái dòng cỏ này. Đây là những dòng cao cấp. Đấy. Thì các bạn nhìn này. Rất là mới. Thấy không ạ? Những bộ này bây giờ thị trường đang khoảng tầm 5 triệu rưỡi, 5 triệu 9. Đấy. Các bác nhé. Bọn này hình như là Class D. Class D. Chạy Class D nhé. Đấy. Hàng cao cấp các bác nhìn này. Các cái jack của âm ly động khác này. Bắp chuối bắp trước là nói luôn. Đấy, có đường audio in 3.5. Có đường AUX in là đường JAV. Đấy, có đường quang in. Đấy. Được chưa? Có cả đường out để làm rẻ mã quang JAV luôn, có thể không? Làm rẻ mã quang AV rồi kết nối tín hiệu Bluetooth vào con máy này và phát ra con đi to hơn cũng được nhé. Đây, máy có cả Bluetooth luôn này. USB đầy đủ hết nhé. Tích hợp đầy đủ tất cả các chức năng mà bây giờ các bác đang cần. Từ Bluetooth cho đến USB. Cho đến dock để cắm iPod nhé. Đấy. Đầy đủ hết. Đấy. Đấy. Nói bên lại đấy, còn lại đấy nhé. Con này là bát 10 nhé. Bát 10 gân cao su màng giấy trắng. Đấy. Cân 531 luôn. Thế như vậy là loa với cục máy là đồng bộ với nhau các bác nhé. Để cho các bác xem cái tên máy Cân 531 đấy, có thể không ạ? Đấy nhá. Đó. Thì con K531 này thì là giá của nó với cái bộ này nó về nhá. Đấy thì là 4.900.000. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé. Đấy. Và các bác nhớ là đăng ký ủng hộ kênh để là khi mà có những sản phẩm mới lên như thế này là các bác có thể là nhận được thông báo về máy để mình chốt được những cái bộ sản phẩm ưng ý mình. Đấy. Nếu như chẳng may trong cái clip này các bác gọi điện đến bị hết hàng rồi. Đấy, vì có rất nhiều bác gọi đến hết hàng ấy. Và thậm chí có nhiều bác dỗi còn bảo là mấy ông này bốc phét vừa mới lên một cái bán hết rồi, chắc là toàn kiểu như là đưa lên xong rồi là không bán được nhưng mà vẫn cứ bảo là bán được, bán hết rồi để lừa khách. Nhưng mà không, em chả được, em phải làm thế cả, ai chả ai lại đi chê tiền cả, em nói thật này, chả ai đi chê tiền cả. Còn mấy cái ông mà nghĩ như thế thì em chịu thua, chả biết nói gì luôn, chả cái ông bán hàng nào lại đi chê tiền cả. Khách chốt hàng thì không lại không nhận cọc, lại không bảo em bán rồi trong khi hàng có. Các anh nghĩ là có vô lý không? Đấy. Đấy. Tự nhiên nghĩ là khách ấy thế còn thấy nội ruột. Đấy. Khách thì nói chung là muôn hành vạn trạng. Đấy thì là con đấy là bác nào mà chẳng may không chốt được cái sản phẩm trong đây thì là các bác có thể là đăng ký kênh thêm để là sau này mình có thông báo mới thì mình có thể là nhận được hàng, nhận được cái thông báo, nhận đăng ký kênh để khi nào có video mới lên thì mình nhận được thông báo, mình gửi về máy để mình theo dõi nó tiện hơn. Đấy, để mình không bỏ lỡ những sản phẩm mình thích. Đấy, hoặc có thể trong cái clip này mình chưa ưng ý bộ nào thì có thể là ở clip sau mình tìm được bộ mình ưng ý thì sao, đúng không ạ? Đấy nhá. Và kênh của nhà em bây giờ là gần 40.000 người theo dõi rồi, nên là cái lượng khách rất là nhiều. Nên một cái lô hàng mà có 3-4 sản phẩm này mà 30-40.000 người ta theo dõi, người ta mua thì 4-5 cái sản phẩm này là cái gì đâu mà không hết, đúng không ạ? Đấy. Thì các bác phải nghĩ thế chứ. Đấy. Đây là bộ Sony W35WM nhá. Đây, M35WM của Sony. Đấy. M35WM của Sony nhé. Đấy. Đấy, thấy chưa?
Đấy thì bộ này nó về nó gồm có một cục máy M35WM và một đôi loa CM33NT của Sony. CM33 của Sony. CM33 của Sony nhé. Được chưa? Dòng này cũng là bát khoảng bát 10. Mini thì hầu như nó sẽ bát 10, có con này thì bát 12 này. Thì em sẽ cho các bác xem con này. Con này là con đế đồng MS3 nhé. Đấy con K531 này thì chiều ngang nó cũng khoảng tầm 50, chiều sâu khoảng 30 và chiều cao khoảng tầm 223 nhá. Con ở dưới này này. Đấy, con này thì là chiều ngang của nó cũng sẽ tầm như vậy, khoảng tầm 50, sâu 30 và cao khoảng 22 23. Đấy. Đấy. Loa về thì hình thức của nó chung bên ngoài còn đẹp. Đấy. Công suất là khoảng 50W một loa. Cục máy đây. Cục máy M35WM nhá. Con này thì ở trên máy nó sẽ có tích hợp một cái equalizer để mình có thể căn chỉnh equalizer. Đấy. Căn chỉnh equalizer. Đấy. Cũng khá là hay. Toàn bộ là tiếng Nhật hết. Đấy. Con này 100% là hầu như là sẽ tiếng Nhật rồi này. Không nhìn nữa, chỉ có một vài tiếng mượn như là CD, MD là của tiếng Anh thì nó phải dùng tiếng Anh thôi. Còn nó hầu như sẽ tiếng Nhật này. Những con này thì em bán chủ yếu là bao chạy công suất để về cắm máy tính điện thoại nghe nhạc nhé, em không bao chạy CD MD nhé. Bác nào thích thì có thể em test thêm cho các bác này, nếu chạy được thì em báo, không chạy được thì em cũng sẽ báo lại. Đấy. Còn ở clip này thì em bán là em sẽ không cắm điện này, vì tất cả những cái này em đã test trước đấy rồi, thì là chỉ có bây giờ bác nào mua hàng ấy thì là chốt hàng xong thì bên em sẽ có clip em bán giao riêng sau thôi nhé. Này. Đấy thì bộ này thì nó về thì giá của nó nhá là đi 890.000 nhá. Để bác nào mua hệ cho bên em. 890.000 đồng. Đầy đủ EC. Ok. Tiếp này. Đây là một bộ dàn đề nông MS3 hàng đồng bộ nhá. Con này thì có chỉnh bát tép trên mặt máy, này có đầy đủ đường quang, đường điện thoại. Đấy, có cả đường USB sau cạc để cắm sau cạc máy tính. Đấy. Loa về cục về là còn đẹp nhé. Còn tất nhiên đây là hàng bãi thì có thể là bọn sẽ có vài vết xước sát nhé, nó không tránh được đâu. Đấy. Loa màng carbon gân cao su màu rêu, gân cao su màng màu rêu xanh nhé, rất là đẹp. Có nhìn này, màu xanh ngọc, xanh ngọc xanh rêu rất là đẹp. Chép trước là còn tròn. Đấy. Có nhiều con về là chép trước mà nó bị nún các thứ, nó nhăn các kiểu rồi, những con này về con rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, góc cạnh các kiểu các bạn thấy không ạ, rất đẹp. Đền ông thì chắc chắn là thương hiệu nó quá nổi tiếng rồi, gần như là 10 người chơi âm thanh thì 9 người, thậm chí là 11 người biết, nếu mà nói với phép tí thì là 10 người 11 người biết, nếu còn 10 người thì 9 người sẽ biết, có một vài trường hợp có thể vẫn không biết đền ông, nhưng mà đa phần mọi người sẽ đều biết đến thương hiệu này, rất nổi tiếng luôn. Để nhà máy đây. Đấy. Con này thì giá của nó, vâng, con này hàng đẹp đây thì giá của nó sẽ là 2.550.000 nhé, 2.550.000 bộ này. Đấy, có thể kết nối đường quang này, đường quang đây, đường điện thoại đây, có cả subwoofer out để kết nối với súp điện nhé. Súp điện các bác nhân lưu ý cho em súp điện nhé, đừng bác nào tưởng nhầm súp hơi nhé, nhiều bác về đấu súp hơi xong kêu em ơi không thể lên tiếng, nhưng con này có đúng súp điện các bác nhé. Đây là loa MS3 đây. Loa còn lại đây. Bộ này đồng bộ. Về full combo theo bộ của nó luôn. Các bác nhìn này không? Đẹp nhá, hàng đẹp. Đề nông MS3. Đấy. Điện 100V của Nhật nhá. Điện 100V nội địa Nhật. Còn bộ này thì thường xuất xứ có thể là Manai hoặc có thể là China, và đa phần đến đông sẽ là China nhá. Đấy. Để nói thế thẳng luôn cho nó dễ, vì nhiều bác về có thể là mới tìm hiểu về đồ bãi mà không rõ về cái vấn đề gọi là đồ bãi, có thể nó sẽ sản xuất ở nước thứ hai, nên khi mà về nhìn thấy China với Manai nó bắt đầu nhảy dựng lên bảo ui giời ông lừa đảo tôi nọ kia, nó rất là khó xử. Đấy là em cũng nói thẳng luôn, bọn này thì thông thường sẽ ở nước thứ hai và chủ đạo sẽ là China, thậm chí nó có Việt Nam luôn nhá. Đấy, đến ông MS3 đấy nhá. Hình như bộ này là hình như có đọc đĩa này, bộ này như có đọc đĩa này, lần trước hình như có anh khách hình như là em có thử đầu này, bộ này có đọc đĩa, em nhớ không nhầm bộ này có đọc đĩa nhé. Đĩa Nhật xịn ấy, là hình như nó có một cái đĩa Nhật xịn ở trong này, thì em lúc em bật lên thì lúc mở lên phát là nó ở đường CD luôn, thì nó có đọc luôn đấy nhé.
con này có lọc đĩa 2.550.000 nhé. Tiếp ở dưới đây là hai bộ dàn chung của Panasonic và Victor nhé. Những cái bộ cơ đĩa nhiều đĩa này thì những cái dòng dàn chung này em cũng xin nói luôn là đến 90% là nó sẽ chết đĩa nhé. 90% luôn, là không phải chết đĩa mà là chết mắt. Cơ vẫn ra vào bình thường. Có những con cơ vẫn ra vào bình thường, có những con thì cơ xếp thì có thể nó quá trình vận chuyển nó bị xô nịch và nó không không nó bị kẹt cơ gì đấy, nó không ra được. Đấy. Nhưng thông thường thì bọn này về thì mắt của nó là mắt cổ ngày xưa. Nó gần như sẽ là không đọc đĩa, và em bán cái những con này em cũng nói luôn là em bán không bao đĩa. Đấy. Coi như đĩa chết, coi như mắt đĩa đã chết và về để cắm điện thoại máy tính nghe nhạc luôn nhé. Đấy. Đỡ phải hỏi là em ơi đọc đĩa đọc hay không nhé. Những con này thì em cũng khẳng định luôn là 90% là những con này thì có thể là nó sẽ không đọc đĩa nữa. Đấy, nói thẳng thế cho nó dễ, lại trao đổi thế cho nó thẳng thẳng thắn thì đó. Mọi người mua cho nó đỡ bị ức chế nhá. Đấy. Những con này hầu như nó sẽ là về là mắt đĩa nó không đọc nữa. Và cũng không có mắt đĩa để mà thay. Đấy. Các bác có bắt em đi em sửa cho anh để cho nó đĩa chạy thì em cũng chịu. Em cũng xin chịu luôn. Bó tay. 10% còn lại nó sẽ đọc đĩa. Nhưng rất hiếm. Đấy, nên cái này về các bác tự test, em sẽ không test làm gì cho nó mất công thôi. Xong thì khi test thì không nên thì lại báo lại không nên thì các bác cũng có khi quá cũng chẳng mua đâu, nên các bác mà sẵn sàng mua với cái tâm lý là đĩa không đọc thì lấy những bộ này cho nó dễ, không cần dùng đĩa cứ lấy bộ này cho nó dễ nhá. Đấy, nói như thế thẳng luôn từ đầu để tiếp tục chúng ta vào cái bộ dàn này và báo giá của chúng nó nhá. Với cái tâm thái em bán là coi như đĩa không hoạt động nhá, thì là em bán những bộ này là không bao đĩa. Và giá của nó theo đúng theo giá, không có đọc đĩa luôn. Những con này nếu như đọc đĩa thì giá của nó là khoảng 2.600.000-2.700.000. Thì con này AK15 này, đấy bán AK15 này, em bán với giá là 1.900.000 nhá. Đấy, bộ này là bộ Panasonic AK15, giá là 1.900.000. Đấy. Hàng về đây. Đấy, loa liếc còn đẹp. Còn tất nhiên đây là hàng bãi nhá. Có sức sát chắc chắn điều không thể tránh khỏi. Đây, ví dụ ở trên đây nó sẽ có một tí này. Đấy. Không tránh được nhá. Đây. Nói chung là có nhưng mà không đáng kể lắm. Đấy. Đặc sản của hàng bãi nó là cái phần xước sát rồi. Không tránh được đâu. Đấy. Có nhiều bác bảo mấy cái con là hàng đồng nát. Thì đúng, hàng đồng nát. Mấy con này thì từ bao nhiêu đời này, đời hàng cũ thì gọi đồng nát cũng chả sai nhá. Đấy, em chả phủ nhận cái điều đó. Cái đường này, đường sau đây có đường AX MD ở đây nhá. Các bạn nhìn này, có cái chữ là cái đường phía trên này thì là đường vào để cắm điện thoại máy tính này. Công suất của máy là 62W. Công suất của loa là khoảng tầm 50W một loa. Tổng công suất của hai loa là 100W. Đấy. Có đường vào cho điện thoại máy tính, cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhé. Những cái đời cổ này thì nó sẽ có thêm cả cái equalizer và cái đèn nháy. Đấy. Khá là đẹp. Bác nào thích hoài cổ thì có những cái con này khá hợp lý với các bác. Và với cái tầm tiền khoảng tầm 1.900.000 thì bỏ ra nó cũng không phải bao nhiêu tiền cả. Thì nghe nhỏ nhẹ trong các phòng ngủ diện tích khoảng 20m2 ok nha. Còn tất nhiên ở đây là hàng này thì là giá tiền này thì là chất âm của nó cũng chỉ ở một mức vừa phải, hay ở trong tầm giá của nó. Còn nếu như bảo rằng nó hay như những bộ 3-4 triệu thì không có chuyện đó nha. Như bộ này sẽ ăn đứt bộ này, khẳng định luôn nha. Bộ này là nó hai đỉnh tiếng AK15. Bát con này là bát khoảng 14, bát 14. Chiều ngang của mỗi loa nó khoảng 20 thì bát khoảng 14, 16 nhé. Đấy, và với mỗi con này chiều ngang khoảng 20, chiều ngang của cục khoảng 27. Như vậy là con này thì là 27 cộng với cả 40 là nó khoảng tầm 57, khoảng 67cm, khoảng 70cm chiều ngang. Chiều sâu khoảng 30 và chiều cao nó khoảng đôi, 35cm chiều cao nhé, 35cm chiều cao. AK15. Đấy, em bán bộ này là chủ yếu cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhé. Không bao chạy đĩa. Đấy. Coi như đĩa chết. Và các bác cũng xác định luôn là những con này khả năng cao đĩa sẽ chết. Cho nó dễ. Nhá. Thì giá con này là 1.900.000. Đấy, bác nào mua này cho bên em. Vâng. Cắm máy tính nghe nhạc. Đấy, có equalizer chỉnh trên đây. Các bạn nhìn này, có V-Bass để chỉnh thêm V-Bass nhé. Đấy. Con này nghe nhạc vàng và một số các nhạc tính phúc khá là ok trong cái tầm giá của nó. Để tiếp theo ở đây là bác nào khoái những cái con mà ba đường tiếng nhé, ba quay thì đây, quên mất cái cần của nó này. Đấy, ba, hai cái cần nó đây nhá, hai cái cần còn đẹp.
loa ba đường tiếng một bát một chung một tép đấy, nên là tiếng nó sẽ chi tiết hơn rất nhiều so với cả những con loa hai đường tiếng nhé. Loa về hàng đẹp đấy. Hàng đẹp nhé. Con này nó có mã là con Victor MXMD77. Victor thì là một thương hiệu quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Đấy, Victor. Đấy. Trước đây nó là công ty con của JVC, sau đó thì trước đây hình như nếu như lịch sử của Victor thì hình như đầu tiên nó là do Kenwood nó ép đọc ở trên mạng đâu đó một cái bài viết thì người ta có đề cập đến lịch sử của Victor, thì Victor đầu tiên là của Kenwood. Đấy. Hay là gì nhỉ? À không, Victor hình như là một cái thương hiệu riêng gì đó nhưng về sau nó không làm ăn được, nó bị JVC sáp nhập. Đấy. Sau đó thì nó lại bị một công ty nào đó ở bên Mỹ nó sáp nhập, nó mua lại từ thằng JVC. Đây sau sau này thì cái thương hiệu này nó phát triển mạnh hơn. Đấy. Thì nó lại lại mua ngược nó thì nó lại được rất là đấy. Nó thì nó lại được rất ưa chuộng thì nó lại đi nó mua ngược lại JVC và mua cả Kenwood luôn. Đấy, thế là về sau này cái thương hiệu Victor này nó là thương hiệu gộp chung của cả JVC và Kenwood. Đấy. Thì lịch sử đấy thì em đọc thì em cũng nhớ mang máng vậy thôi, nhưng còn chính xác hay không thì là các bác có thể lên trên Google các bác search thử nhé. Lịch sử phát triển của Victor các bác sẽ biết. Đấy. Cái này em nói thêm một tí thôi. Còn loa ba đường tiếng đây nhé, loa đẹp, bát khoảng 16. Cân cao su mảng giấy, chung giấy và chép titanium. Đấy. Đấy. Bộ này sẽ gồm có hai gồm 4 thớt và mỗi thớt là gồm hai là liền một cục nhá. Cứ một CD một MD liền một cục này với một âm ly một cassette liền một cục này. Thì cái này em bán là em cũng nói rồi nhá, em bán chủ yếu là bao chạy cái công suất để về cầm tín điện thoại, nhưng còn các chức năng này này này. Và về tự test thì nó cổ lắm rồi, lâu lắm rồi. Bao nhiêu năm rồi chả biết còn chạy được hay không. Đấy. Em cũng đời thử. Đấy. Em bán luôn là giá là không coi như các con này nó không sống nhá. Về các bác test được sống thì là các bác được, không thì bỏ nhá. Đấy. Mỗi cái loa là 80W. Đấy, thì là trầm 60W cả một bộ âm thanh này là cái loa nó 160W nhé. Cái cục máy đây. Chỗ này hơi hẹp em bỏ tạm cái loa ra đây đã nhá. Để quay cái cục cho nó dễ. Đấy. Cục đây. Đấy. Con bọn này thì bình thường ra là nếu như mà em bao chạy cả CD thì nó là 3,7 triệu 3,9 triệu. Đấy thì với bộ này thì em bán không bao CD. Coi như là về cắm máy tính điện thoại nghe nhạc không thôi nhé. Đây cắm cái đường này nghe nhạc. Đấy thì em bán bộ này với giá là em bán bộ này với giá là đi 3 triệu các bác nhé, 3 triệu. Các bác nào mua cho bên em nhé. Chung là hàng đẹp đấy. Hàng đẹp luôn. Em xin phép một tí. Vâng em xin lỗi một tí nhé. Vừa rồi là có bác khách bác ấy hỏi mua mấy cái thớt thanh lý nhưng mà cái đều để bán hết lâu còn đâu nữa. Cái nô đây bán hết sạch rồi. Ok nhá. Thì bộ này 3 triệu này. Bộ này triệu 9 này. Đến nông MS3 là 2 triệu 550 nghìn này. Sony kìa. W5WM loa CM33 nhé. Bộ này thì nó là cục một kiểu và loa một kiểu nhá. Thì là 890 nghìn này. K531 hàng đồng bộ. Có Bluetooth, có USB, có cổng cắm iPod, có cơ cổng quang, cổng điện thoại đầy đủ hết. À, giá là 4 triệu 9. Đấy. Bộ này là 670 SD của Panasonic. Đấy. À, 1 triệu 050 nghìn nhé. 1 triệu 050 nghìn. Đấy. À, ok. À, bộ này thì là cũng là đồng bộ nhé và nó cắm điện thoại máy tính nghe nhạc được. Đấy. Thì giá như em đã báo. Thì bác nào đang có nhu cầu mua vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979 891682 hoặc là 0966 594 đặt hàng cho em nhé. Vâng.